Ui, ông này hai đại bác rồi hả? Vãi. Và đó là một pha đoàn chuỗi đẳng cấp. Một pha đoàn chuỗi đẳng cấp anh em ơi. Ui. Từ nha. Hai con này ngon hơn anh em ơi. Với ui khỏe mạnh kép. Cứ nên đánh không nhờ mọi người nhờ. Không, em chỉ không muốn đánh lắm á. Em chỉ muốn đánh bài Beethoven này luôn á anh em ơi. Thứ nhất là nó vừa mới bị nớp. Thứ hai là cái map này đánh đánh cái này ngon anh em. Ui mà rít rôn luôn à. Lấy đồ anh em ơi. Nước mắt à. Vẫn là mấy cái đồ đó à. Từ nha. Em chỉ muốn làm một game build tower á. Nhưng mà không roll nha anh em nhá. Roll thọt lắm. Thọt điên lắm. Dạ. Không mà tính ra này đánh theo TF cũng ngon á. Nhưng mà thôi. Cái map này đánh chửi thua xong rồi nổ bằng build tower. Nổ bằng build tower cho nó bro anh em ơi. Vừa bán Ori á, Ori 1 thôi à, Ori 2 không cần lắm đâu, đằng nào cũng phải đánh chịu thua à. Lobby cũng đánh chịu thua mà. Nhè, để có một chết à. Rail này à. Kiếm à. Nước mắt. Kiếm, gậy. Nhè này bán hết à. Gặp nhè này thì mình sẽ thắng. Còn lại thì mình sẽ thua hết. Nếu mà mình xui mình gặp nhà này mình thắng thì coi như là mình tích hết 30 tiền luôn anh em. Ui nhà này đánh TF cặp đôi hoàn cảnh nè. Ui TF cặp đôi hoàn cảnh nè, có được không ta? TF cặp đôi hoàn cảnh, 1 con, 2 con, 3 con, 4 con, xong rồi thêm được 1 con pháp sư đại chủ. Không có thật sự là mạnh không? Hay là ông này đánh Talia vậy? cái gì nữa đấy? Đầu chú 37 à. Đã mua 40 đó. Mình cứ như vậy một round đi. Ok. Chắc chắn là bà mình sẽ là bài thua đúng không? Nhà này có con Eco được mà đúng không? Không ném được chết nào. TF ra nhiều vậy ta, mùa sau có là mùa của chúng ta không chè. Lại là mùa sau à. Nhờ để hai chết rồi. Rail này không có build tower luôn. Về nhà bỏ nha anh em nhé. Về nhà bỏ build tower nha anh em nhé. Nhập cung cái nè. Cung gậy kiếm kháng phép nước mắt. Bài Afe giờ chơi được không nhỏ anh em nhỏ? Em chỉ khá là thích chơi bài Afe á. Xong rồi bản này kiểu mấy cái bài kiểu hot hot giờ nó bị nớt đúng không? Xong rồi bài Afe lên ngôi không anh em? Một chút lên ngôi không? bản luôn á thì có. Hồi giỡn chứ hồi chắc là đếp lại anh em ơi. Nói chung là em chỉ gặp nhà này rồi á thì cũng gặp mấy nhà này cũng thua đúng không? Xong rồi gặp nhà này thì đằng này mình cũng thắng đúng không? Cho nên mình bỏ hết nha anh em nhé. Ôi cảm ơn Đông cơ động nhá. Giờ E phải chạy xe không xem A được. E vừa đi vừa nghe nên A nói nhiều cho E nghe như podcast được không A? Podcast à? Dạ được. Anh Trung vừa lên level 6 luôn mà. Toàn sao là sao xong rồi lên level 6 up cấp đẩy máu lobby. 4 phù thủy, 2 Targon, 2 hiệu chủ nhân. Nói chung là em chè với nhà này đều là cùng ý tưởng anh em. Cả hai nhà đều bán hết tướng à. Nhưng mà về cái thế đánh chửi thua thì chắc chắn là bài em chè là bài lời hơn. Tại vì ông này lấy Panora á, xong rồi bây giờ mà để mà giữ đồ á thì ông phải để tướng đúng không? Không nhưng mà rao sau cũng được. Rao sau cũng giữ được nhỉ. Này ông này giữ lại cái cung mà. Thôi cứ như vậy nhá anh em nhá. Vậy sự tùy duyên nhá anh em nhá. Không gặp gì.
không gặp cả hai nghề chủ thứ năm gì thì cũng đi luôn đi. Bởi cảm ơn tè lê nhá. Lại là ba game à, qua bảo lai 3 tiếng xong 2 tiếng đã sủi. Sống ở trên đời cái mồm không nên đi quá xa. Có ông ta, có ông ta. Không gặp, ấm bê la si bua. Ngon, ok ok. Cả hai nhà được chủ thứ 5 đi mơi, đẹp. Như này đi, như này đi. Cô lên level 9 Exodia không mà. Bây giờ loại 2 mà ra cho em chỉ khuyến mãi kinh nghiệm nha. Ui. Không nhưng mà nói chung là game này em chỉ sẽ lưu thêm nói chung là mấy round nữa. Kiểu cái này tí nhỏ em nhỏ. Cái này 3 giáp chết không? Map thường giới ta con 3 giáp chết không? Đúng nhau nó đẻ người anh em. Nhà Madrid lấy thu về trái ngọt này chắc là Ron. Chắc là Ron ở level 6. Level 6 level 7 gì đó. Ron 3 sao bắn tỉa à. Con này vào đây, con này vào đây, con này vào đây, con này vào đây. Chờ nhá. Chờ loại 2 nhá anh em nhá. Chờ đi, chờ đi. Ui, nhiều đồ thế. À, một game đấu pro nha. Game đấu này chắc chắn là cái đoạn 3.57 em chia quỷ luôn anh em ơi. Game đấu này rất là nhiều đồ. Rất là nhiều đồ. Lắp cái cung vào đây. Một kháng phép nữa thì chắc chắn là một cái vút rồng rồi. Một cái vút rồng anh em ơi. Ui, đồ nhiều thế này chắc chắn là cái đoạn này 3 em chia sẽ lên được level 8. Game này game này ngon nha, game này ngon nha. Ui, ông này hai đại bác rồi hả? Vãi. Và đó là một pha đoàn chuỗi đẳng cấp. Một pha đoàn chuỗi đẳng cấp anh em ơi. Mà cái pha này phải thật sự là nhanh cái tay á. Không nhanh cái tay thì khó ha. Thì khó ha, thì khó ha. Ok, chủ thứ 6 giàu điên. Vuốt rồng là phải giữ nè, từ nha, nếu mà lắp cuồng đao. Lắp cuồng đao bàn tay di truyền. Cuồng đao bàn tay di truyền gì? Xong rồi cái kháng phép kia là một cái giáp vai à, giáp vai à. Không có cấp lấy tỷ lệ anh em ơi. Ui. Tại vì nếu mà lỡ nó ra loại khuyến mại kinh nghiệm thì mình bị thọt tiền á anh em. Kho rèn bất định dung hợp tiếp tế thành phần. Lò rèn bất định này cũng được nha, hai tạo tác tạm thời à. Chun TFT đã donate 5.000 đồng. Hello em. Cảm ơn Nhân Chun TFT nhá. Ok núi. Một ngày thật đẹp nào. Khẽ mà. Khẽ không ngon lắm. Nhà máy tái chế cũng không ngon lắm, bạn chỉ nhiều đồ quá. Lấy lò rèn bất định nha anh em nhá. Lưu thêm một round nữa, hai round nữa. Xong rồi lên cấp đấm nhau đúng không? Chồng chị, chồng chị, chồng chị. Chị ơi, mình là fan của chị, liệu chị có thể mở một buổi off fan để mình có thể tham gia không? Mình luôn mơ rằng một ngày nào đó có thể bắt tay ôm nhau và trò chuyện với người đã đưa TFT Việt Nam nghèo nghĩa không? Khó không vậy? Cái này sao không có không vậy anh em? Có mới nói nha. Đẹp đẹp thằng có Bobby đi là đẹp. Khó điên luôn chứ. Hay, ok. Ui, 41 máu à, không phải là 40 à. Không phải là cái thêm 40 anh em. Thì các em chỉ muốn đánh vài FA các bạn, em chỉ làm một cái FA nha anh em nhá. Một game SP đẳng cấp à. SP đẳng cấp. Con này đứng dưới một ô đi. Hai cái đứt mắt. Ây da. Anh Khương Hồ hội viên trong 7 tháng à. Ây da. Hay nha anh Khương Hồ, hay nha. Cuồng đao vô cực dây chuyền à. Em chỉ nghĩ là cuồng đao bàn tay á. Để tí chờ đồ xem thử nó ra cái gì. Tí em chỉ cho xem tầm này được.
Năn kiếm súng blue à, năn kiếm súng blue à, cũng là một ý hay luôn anh em ơi. Nói chung là đánh được nhiều hướng á, 29 máu à. Ok ok ok. Bắt ha, bắt ha, từ round này bắt ha, bắt vội ha. Nè, sức cầm dép này ngon quá. Ây da, cảm ơn sữa nhá. Chấm à, bánh mì chấm sữa à. Từ nha. Thật ra mình có thể đánh được AG, nói chung là AG hoặc AFE nhá anh em nhá. AG hoặc AFE. Tại mình không biết là không biết là giao ung gì á anh em. Ôi chốt 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 chốt. Em chè làm thử thách stream đến chết đi. Chờ em chè xuống, chờ em chè xuống. Bốn số máy. Ủa cái gậy em chè đó. À đó, em chè làm gì cái gậy đúng không? Em chè đâu có gậy đúng không? Tí làm thêm một cái đồ gì đó nữa à. Con này một cái lời thề ông vệ à. Đổ cái này qua cho con này không anh em. Cảm ơn bạn này muốn lên hết nha. Em chè chút nhìn nó. Và em chỉ nhiều đồ, em chỉ nghĩ là lên được level 8 luôn á, nên mới không cần kiểu gold 2 sao luôn á. Thì có chứ. Và em chỉ nhìn khỏe điên anh em ơi. Nếu vậy là dưới 40 máu là được một cái giáp chết à. Một cái giáp chết. Để như thế này thì nói chung là đang tròn tròn nhất rồi đúng không? Đang là tròn chị mặt ngựa nhất rồi đúng không? Nhưng mà anh em nghĩ là đổi đồ, đổi cái... Không, em chỉ nghĩ là con Yavan cầm cái này vẫn ngon. Tại vì biết đâu nó ra được cái gương lừa gạt anh em, tí nó ra gương lừa gạt ngon. Nếu vậy thì chúng ta phải gỡ đồ cho người con này qua. Ra sau đi, từ từ đi. Nói chung là tầm này em chèn nó cầm cái giáp chết này thì không thua được á. Cho nên từ từ đi ha. Mình eco tìm một tí đi. Thật ra là ra sau mình roll nó tiếp vào 7 cũng được. Nhưng mà nó sức 2 rồi. Nên roll nữa không nhỉ? Không biết là gia un gì nhờ. Gia un mà ngon thì kiếm thêm silicon về cũng được anh em. Bốn Sulima. Nhảy tốt. Không, con Yavan cầm này ngon anh em ơi. Tí mình cho Nasus cầm battle tăng là ok rồi. Bút rồng giáp gai, giáp gũng gì đó là đi. Chọt, 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 mấy nhà dưới bắt đầu đấm mấy nhà trên rồi đúng không? Lên 8 roll còn cái nịt à. Nhưng mà để em chị xem thế cái đã. Con này thật ra là bán thì ngon hơn. Em chị không muốn dùng cái gỡ đồ để gỡ cái này ra cho này cầm vút rồng anh em. Thế là mình sẽ lắp vút rồng cho con này nhưng mà gỡ nó bị tiếc á. Mất công tí nữa mới cái ra quan trọng á. Con này random ra cái bàn tay nói chung là con này random ra cái găng tay thợ rèn này xấu á thì mình gỡ ra mình lắp lại cho nó đẹp. Để dành ha, để dành ha. Nếu mà phải roll roll nó, roll roll nó. Ít tiền để phép. Từ chứ, em chè rồi em chè lấy túi em chè. Thật ra không cần không? Không cần không anh em? Một chút không cần roll không? Roll rủng gì tầm này đúng không anh em? Cái mũ thích nghi này em chè là được nha. 35 dép và 35 kháng phép à. Mà nó xiết thì cũng nó xiết ngon. Bây giờ lắp cái này thì mặt điên luôn. Giờ van nhảy không tới anh em ơi. Từ giờ gặp nhà này chưa chắc thắng á. Nhà này con này cầm hai đã bét gớm quá. Ui quỷ hả? Con AG em chị quỷ hả anh em? 7.000 đêm à, vãi. Em chị nghĩ là không kiểu như là con model nó đập hai phát là chết á, nhưng mà không, 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 không. Ui, cầu hồi phục và cộng mệt nghỉ à. 2 hoặc 3 thôi anh em ơi. Ui, từ từ nha, có giáp chết, lấy cái một này cũng ngon nha. Mình có giáp chết kiểu mình lắp thêm mảnh, mảnh giáp chết nữa thì nó thêm được một con 300 máu à. Cầu hồi phục hồi lại cho tăng à. Nhưng mà cái một này ngon quá anh em. Em chỉ thấy cái một này cũng ngon. Cộng mình nghĩ nó bị nớp rồi đúng không? Ui, ấn Sulima à? Ồ, bà có giáp chết à?
Đóng Surime xong rồi đánh 6 Surime à? Xong rồi biến Surime cho một con nào đó à? Thôi nhưng mà em chỉ nghĩ là lấy 2 đi. Lấy 2 hoặc 1 thôi. 1 hoặc 2 thôi. Cái này à, mạnh nhất thích ứng à. Mạnh nhất thích ứng. Mình kịp thông Sen đúng không? Sen xong rồi kịp thông Soraka à. Bỏ hai này ra à. Một cái nỏ sét xong rồi một cái bút rồng. Ơ nhầm, một cái giáp gai à đi. Khỏe nho. Khỏe đi con em ơi. 1, 2, 3, 4, 5. 5 nhà có giáp chết rồi. Rao sau nhé anh em nhé. Rao sau lên vào 8 rôn rôn nha. Cái này không biết là lên được 9 không. Có giáp chết thật ra đánh được 8 chuyện này cũng đủ rồi đó. Nhà này 6 phù thủy. Con này biến pháp sư. Nhà này tí 3. Nhưng mà đổi trên đường này. Hello em chè. Tí ấy người muốn giờ livestream coi anh đánh để một chút bay kênh hem. Để một chút bay kênh không mà. Em chỉ em chỉ coi chui cái em chỉ coi offline cái. Đánh thua từ 24 tiền 2 sao đẻ gì đâu hả? Đẻ thì cứ chứ. Chọt chọt ừ nhảy tốt ừ. Đụng một cát luôn. Ừ câu hồi phục. Hay. Ôi phục ngon nha, ngon điên nha. Có cái mút rồng là counter anh em đỡ quá. Con này xuất hồi lại ngàn máu kìa anh em. Ok. Ari cầm kiếm. Không nói chung là bây giờ nhặt cái nỏ xét đó hoặc là nhặt cái giáp gai. Một trong hai giáp gai chắc là mất rồi. Nhưng mà con này Siko lên 2 ngon quá nhờ. Nhưng mà cái nỏ xét này cần đó. Không dùng cái giáp gai này ngon quá, giáp gai Siko lên 2 ngon quá. Em chỉ nghĩ là tí nữa nó sẽ ra cho em chỉ cái gậy phép á. Sao mà nó không ra sao ta? Sao nó không ra sao ta anh em? Thử giờ để em chỉ lên em chỉ roll cái. Nếu vậy em chỉ mà lên Sikon 2 em chỉ lên level 9 luôn em ơi. Sen à. Sen súng à. Bùm. 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 Như này à. Như này à anh em. Ơ chết rồi, quên để con này xuống dưới một ô rồi, không biết con này có ra được kill không. À được 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 được. Nhà đem từ bên bên phải qua anh em ơi. Ở bên trái qua chứ. Nhà này chưa AG2 em chỉ nghĩ là cầm cầm cũng được. Nói chung là mấy con này lớn 2 là bài em chỉ gớm rồi anh em ơi. Dạ ván. Ngục nhảy ấy da. Nhảy ở đâu vậy? À nhưng mà hồi máu hay nha. Hay nha. Ui. Quỷ vậy? Quảng cáo à. YouTube quảng cáo à. YouTube quảng cáo anh em ơi. Em chỉ không biết đâu. Em chỉ đang chơi mà. Thử em chỉ muốn roll tiếp quá. Như này trước có đẻ đúng không? Như này trước có đẻ, mình còn thiếu Yavan 2, thiếu Sen 2, thiếu Sikon 2 với lại Soraka 2. Em chỉ nghĩ là roll full 2 đã. Có duyên thì mình lên 9 thôi. Có duyên thì lên 9 à. Được. Nói chung là bản này kiểu nấp nấp mấy con đang hot hot rồi đó anh em. Cho nên em chỉ nghĩ là đánh AG được á. Đánh AG meta này có vẻ nhìn có vẻ ok á anh em ơi. Nấp TF xong rồi nấp nấp cái gì nhờ. Hồi sáng vừa mới đặt xong thì quên mất tiêu rồi. Hình như nó bỏ cái loại lắp kính nhắm luôn rồi hay sao á anh em ơi. Lắp kính nhắm đi la ngon, mo được cây sơn ngon. Ây da, đấm nhanh chung đâu nha, đấm nhanh chung đâu qua da. Mid Fortune này thêm quân sư à.
bởi có giáp chết thêm quân sư cũng ngon. Số lượng tướng được buff sẽ là nhiều hơn đúng không? Nhanh nhanh 7 điểm sao? Ê! Game này top 1 công 70 nha. Công 700 luôn không? Giao điện này. Giao điện với lại huyết kiếm này mày. Nhan Chun TFT đã donate 5.000 đồng. Top 3 che oi. Ây da, cảm ơn Nhan Chun TFT nhá. À, top 3 à. Tại vì sáng hôm chiều mới thấy anh Chung và La đăng xong. Một cái dao đi. Trong biết Fortune cầm đi ha, con này cầm huyết kiếm đi ha. Ok. Vẫn cứ là gọi là có đồ giảm kháng phép anh em ơi. Bài em chè đang thiếu một cái đồ giảm hồi máu thôi. Tí nữa meme làm cái quỷ thư cho Sico này đi. Mythic đang top 1, Viva top 2, Chung top 3 à. Anh chị tóc mấy ta? Tóc mấy vậy ta? Anh chị đâu ta? Nhưng mà anh chị sắp rồi, với cái đè này anh chị nghĩ là sắp rồi. Nhà này thì nói chung là hiện đã đôi nét người chưa có giáp chít. Xem chưa em mặc. Trẻ từ lúc em đang có một mối tình đầu thật hạnh phúc, cứ ngỡ như em vẫn có thể vừa xem anh like mỗi ngày và vừa cố gắng hết mình để học tập và kiếm thật nhiều tiền để có thể cưới bạn ấy. Nhưng bây giờ đây chỉ còn lại mỗi A là âm làm em cảm thấy bớt buồn hơn phần nào. Mong A luôn thành công ạ. Cảm ơn Kiệt nhá, cảm ơn Kiệt nhiều nhá. Em chỉ thật sự có thể cảm nhận được tất cả những gì mà Kiệt đang nói luôn á. Ây da, nghe thật sự là đau đáu nhá, thật sự là đau đáu luôn á. Thật sự là đau đáu luôn á chứ. Ồ, Siba. Kiểu như này nhá anh em nhá, em chỉ thấy có nhà mo được cái sơ để bên phải á, em chỉ để ngược bên cái anh em ơi. Hỏng rồi. Nhưng mà chắc là không sao đâu ha, chắc là combo được cái sơ này kiểu không lòn vào bài em chì một cách nhanh chóng đâu đúng không? Ui! Con Ryan này ghê vậy? Ây da, lại ném con Nasus em chì đi rồi. Nhưng Nasus em chì lì chọt AG đẳng cấp. AG đẳng cấp anh em ơi, chọt tốt. Không có thêm con gì nhỏ anh em nhỏ. Kassante à. Con Kassante này có thay được cái gì không anh em? Con Kassante này mình thay vào con Sen. Mình thay vào con Sen xong rồi mình bỏ con Soraka ra. Xong rồi mình kiếm thêm một con Surima à. Đúng không? Bỏ hai này ra, kiếm thêm con Surima và bốn Surima à. Có mặt không ta? Như này em chỉ thấy nó cũng đang ngon á, tại vì có kiếm súng xong rồi có tay gon cũng ngon. Sợ quên hả? Tại vì kiếm kia vào thì có 3 Surima nhìn nó hơi lẻ nhờ. Đến con sư anh chị cũng không muốn kiếm 4 con sư lắm á. Đến con sư cũng ngon. Cái này cũng ngon vậy ta, nhìn thêm vậy ta. Thật ra để như này cũng ngon quá đi. Để như này cũng quỷ quá. Để như này đánh bằng nhiều thứ luôn. Còn để 4 Surima thì đánh bằng hai con này là chính. Ok, top 4 rồi đấy đúng không? Ui! Đấy rồi! Đấy rồi anh em ơi! Là sao vậy? Là sao vậy anh dai? Anh dai Lâm Mai. À! Ủa là sao vậy? 5 quân sư, 5 build water mà ta! Ây da! Sao ông này chát luôn mà. Bỏ cho anh chị chú. Cái thế muốn xuống hò. Nhìn nó có vẻ đùi hơn anh em. Nhìn nó có vẻ đùi hơn anh em. Nó xét là em chỉ có giao điện rồi anh em ơi, có giao điện rồi. Cái dây chuyền này ngon á, cái dây chuyền này. Ui. Sao bây giờ này 4 trên phẹt à. Bắt đầu mặn mặn nữa, bắt đầu gọi là cái nhà này có thêm cái giáp chết là bắt đầu thấy tròn bài nữa. quên nhờ con Gia Văn ra cái búa tiến công anh chị quên đó, anh chị không nhìn đó. Phải chuẩn thì có chứ không, nhưng mà anh chị hồi máu được anh em ơi, cái cầu hồi phục này nó quá different anh em ơi. Cái cầu hồi phục này hồi bao nhiêu máu đấy, hồi 4.800 máu cho con Nasus á.
Ấy không. Sát thương chặt được con Esot là 7.400 rồi. Eco cho anh em nhá. Eco tí rồi nó còn gia văn 2 anh em ơi. Nhưng mà còn hồi phục mạnh nhờ, cảm giác nó hồi lại kiểu cả tỷ máu luôn á. Kiểu cứ gần chết là con AG này nó hồi lại cho 500 máu. Hồi. Sora đã đâu hết 5.000 đồng. Em trẻ ơi em nhớ em trẻ quá, em trẻ nỡ lòng nào bỏ rơi em mấy tháng nay. Cảm ơn Sora AE nhá. Có không ta? Có bỏ gì không ta? Mà hay sửa stream không phải em chị, em chị không. Em chị sửa stream gì đó ta. Chọt. Nhà này lấy vô này ống sumi ma á. Nhà này sửa một cái trận đúng đắn không vậy? Hồi phục nó hồi đi quá anh em ơi. Nó hồi đi quá anh em ơi. Hồi 500 máu quá lỗi à. Ừ cái lỗi này mà. Nhưng mà phải có con tăng kiểu cầm đồ lì lì cái mắt ngựa cơ. Kiểu như này này. Xong rồi chọt nó hồi lại. Kiểu nó đã lì rồi xong nó lại còn lì hơn không. G7 vào cả người à. Chiều nay game đánh với lại G7 đúng không? G7 cái gì 7 nhỉ? R7 chứ. Đã đâu nốt 5 G7 R7 mà em trẻ khỏe lại. Sao em thấy em trẻ còn mệt mệt à, em trẻ nên nghỉ thêm tầm 2,3 tháng nữa comeback là đẹp. Cái gì đó cái gì đó. Từ nha. Có tướng ngon nha. Nên soi giao địa chỉ xuyên phá mũ thích nghi rồi. Đức Hoàn đã donate 5.000 đồng. Em trẻ lười. Đức Hoàn nhá. Em trẻ không phải lý do đâu muốn người ta sẽ tìm cách mà hai thật sự buồn em trẻ. Có đâu em chỉ có lười đâu. Công Bình đã donate 5.000 đồng. Chị ấy hả? Em trẻ cùng tên chat xem chung kết thế giới không? Còn Công Bình nhá. Cái đó phải đăng ký co stream cơ. Thôi em chỉ đâu có đăng ký đâu. Thôi giờ em chỉ like xong rồi trừ một kênh thôi. Ây da, nhà này có cái bút rồng gửi quá. Ê, 11 máu rao này ây da. Xong. Với một pha gọi là thay con Rai vào đây để quăng lên vị trí Sen cầm giáp máu thì đây thật sự là một round đấu mà một round đấu quăng boom quá mạnh mẽ. Một pha gọi là thay tướng đẳng cấp. Tuy là đơn giản nhưng mà là hiệu quả anh em ơi. Quăng một phát gì luôn mà anh em. Dòng bò Felix xin thua nhà kia rồi. Còn một máu à. Gia Văn 2 à. Bùm. Cầm cái này hờ hơi cùi. Em chè đổi nhá. Tùng dinh dinh chắc. Tùng dinh dinh. Bùm. Ngon. Hay rồi à. Pha này nhá. Pha này em chè sẽ gọi là một pha đẳng cấp nha. Lại là một pha đẳng cấp khác nha. Pha này con này phải đứng đây nha. Ây da. Ây da, xong để con này qua bên phải được ta. Không nhờ pha này vẫn là một pha gọi là xếp bài quỷ á. Sư cô ném tốt quá. Con Rai em chỉ chuẩn bị ném con Tarik rồi. Và đó là boom. Quá quỷ. Một pha xếp AG lên ô thứ hai để chọt thẳng vào sư cô quá quỷ. Và đó top cuộc xem chí. Đó, AG đứng vào cái ô đó. Thua quá xứng đáng à. Let's go. Ui, sao giờ này em chè quỷ ta. Ui, 900 điểm rồi hả. Cộng 50 rồi, ui, game này cộng 50 rồi. Không nhớ hơi ít chứ không so với em chè nghỉ nhờ. Nó phải cộng 500 á. Mình xin chân thành cảm ơn các bạn đã xem đến đây của video. Đừng quên để lại cho mình một like, một nút chuông thông báo để không bỏ lỡ những buổi stream và những video xịn sò tiếp theo nhé. Goodbye.